Kênh Nhật Tiến 39 rất vui gặp lại được các cô chú anh chị và các bạn thân mến. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, cũng là ngày đám giỗ của ba của mình nè các bạn. Đây là nhà của mình nè, đám giỗ dưới quê rất là vui các bạn, rất là đông đủ các anh chị em, bà con lối xóm lại rất là đông vui các bạn. Còn bây giờ mời các bạn xem cái cảnh đám giỗ ở miền Tây của mình như thế nào các bạn. Còn bây giờ mời các bạn xem nha các bạn. Cha đã cùng con trên vạn nẻo đường, xuôi ngược trăm chiều tìm kế mưu sinh. Lời ca tiếng hát phúc bay cao, dù bao gian khó vẫn không đau, như kiếp con tầm mãi còn vương tươi. Cha đã cho con dù cả một đời, ân tình sâu nặng trong lời giải quyết. Lòng cha cao quý thiên liêng, tình cha ấm áp vô biên, cho con lẻ sống giữa miền trần gian. Vĩnh biệt nghìn thu ôi vĩnh biệt, nốt nghẹn lệ chào tiếng mưa. Trước bàn thờ theo chị Hương Thọ, rau câu ngon không? Rau câu nhà làm. Nhà làm hả? Đây là xôi. Rau câu này là của chị Năm Hiền làm, còn xôi này là của chị Tư. Chị. Khoai mì bánh khoai mì là của chị Hai. Của chị Hai nè, ở nhà Hai. Khoai này chất lượng luôn. Người làm món. Khoai là ở nhà, khoai mì nhà luôn hả chị? Khoai mì nhà luôn hả? Đây là chị Tư. Chị Tư của mình là chị ruột mà. Đây là chị Hai. Hai ruột, còn nhỏ là cháu. Mấy chị ăn đám giỗ, hôm nay là ngày đám giỗ của ba nè. Mấy chị về đông đủ quá trời luôn nè, rất vui nè. Đây chị Tư, múc chia cháo đi chị Tư. Rồi, chia cháo rồi luôn. Để chị nghiến vậy, nghiến không muốn. Ủa, ai đây? Ai đây hả? Em à. Trời ơi, sao gấp ghê quá. Thôi, thôi. Ê. Ăn đi, cứ ăn bình thường đi. Cứ ăn bình thường tự nhiên. Biết gì đâu nói trời. Biết gì đâu nói. Bây giờ ngày đám giỗ chú Bảy tôi giờ mời đây là chú Tư. Còn nhiêu là con cháu hết. Cứ tự nhiên dùng ngon thiệt tình ngon. Như mấy đứa em tôi. Rồi ok. Ăn đi. Rồi xuống ăn. Ủa nay cho chú Út Út đi hả? Nay đổi ca hả? Mắm nè, mắm gần xích chút vô chút xíu cho tôi thấy. Sao? Trời ơi, nói em tôi sao chị kêu cái cảnh gì trời. Tớ bị vô qua đây, ngồi luôn đi. Trời ơi, nó đưa có một cục đó. Qua đây ngồi luôn đi. Dương, mày vô ngoài luôn đi Dương. Không có này được.
Mời tất cả lớn nhỏ anh em trong xóm và bà con hai bên và cùng ở đây là ly bia uống cho nó ngon một bữa thôi. Chúc ngon miệng, chúc ngon miệng. Mà nói được uống được ăn à chứ ngồi đây không nói không uống nổi đi. Uống được hai nhiêu à, được nhiêu hai nhiêu. Phải lại nói lên cái câu là uống được như hai nhiêu nữa. Dạ hả? Phải nói câu đó nữa. Chứ đừng nói không sai không về mà sai đã lại luôn. Chứ về gì nói, không về nói đâu. Ăn nó ngon miệng đi nha. Để lát uống đó là ăn uống được đó nha. Nói trước á. Vô vô. Phải để là rồi thôi mày đi. Không ăn rồi. Lát ngon không? Uống nước đậu hồng dương có công dương xuống lắm. Để hết. Để ăn. Cảm ơn. Bạn nói bữa nay lát sáu rồi. Dỗ này ai ở xa là không mời. Ngon dưới hả trên mà. Ra bụng bơi đi lắm nghe nữa. Vậy. Ngon tới tém. Tự nhiên hay không? Không phải đi. No. Không phải hỏi người nào cũng có cái gì cái gì. Nhỏ này vàng ba loại. Tôi nhỏ. Cái này chấm cái gì nữa? Nước mắm gừng á. Cái này ấy rồi. Mắm gừng á. Muối tiêu là chấm cái gì? Chấm này à. Có chấm muối tiêu vậy. Nó không chịu làm chứ nó coi nó chứ tưởng là ông đi làm nó đứt với nó phải rồi nó không đi làm không sáng ngày tôi có nghe mà cuối cùng nó không đi thôi chứ sao vậy. Tới hơn cạn mà bây giờ thấy gần cạn chưa? Chưa anh với quay đó giờ chưa thấy cạn nè. Hai bay cụng lại đi giờ hai bay cụng lại nè đó cạn luôn bay. À, không giờ đó giờ không thấy mày cạn mà cạn nó mà hôm nào không thấy nó cạn luôn hả? Cạn luôn.
Ok. Nó kêu luôn. Nó kêu luôn. Nó kêu luôn. Cứ vợ hiện đó mời anh chị Dũng rượu chiều, tôi đãi anh bữa 24 nha, 25 giờ không có ăn à. Nhà 21 về nha. Thứ bảy. Rồi chủ nhật anh lên. À, ý là bữa 24 mình về cho đêm đó. Tôi nói là chủ nhật đãi ăn hay gì? Thứ bảy. Sáng chủ nhật lên. Lại bữa thứ bảy chủ nhật rồi anh còn ở lại đãi thêm cái nữa. Đãi là đám cưới đó, đám cưới đừng á. Mấy chị giờ mình nâng ly trà đá hay gì, nâng ly cũng ly một cái, mấy chị 8, chị 4, chị 7 nè, 1, 2, 3, nâng ly cái cây. Vô, đúng rồi, dùng lửa lên, 1, 2, 3, vô. Quá bà chú Thiện nhà đâu? Chú Thiện ở ở quận 12 Bà Trưởng. Khỏe không con? Đồ mình khỏe, con mình giỏi hết. Một, hai, ba, gì? Hết rồi hả? Hết rồi. Một, hai, ba, chạy. Còn à. Vô luôn hả? Tình thương bên thương nó phong trào nó chủ yếu là chủ yếu là ngồi cái hơn là chiến đấu với nó được rồi. Ờ chiến đấu càng ngày càng học ngồi cái hơn thì có gì đúng đó. Giống như nó bảo là chưa đại làm gì nhỉ? Em muốn mà đặt tên cô đặt này tao. Thôi nâng ly lên đây. Thôi nâng ly lên cho nó quay cái một ba. Chúc mừng nay đám giỗ của ba chúng nhà mình rồi tháng 3 luôn, giỗ tổ Hùng Vương luôn. Rồi vô mấy anh ơi. Rồi chúc sức khỏe hết. Vô. Nhớ nước thì đâu có cái bạc ở đó là anh. Coi coi mấy ông ăn xong chưa. Không lắm rồi á. Dạ cho mượn thôi. Lên bên lẩu. Lâu quá rồi á. Đầu chưa có nhậu thì về dựng đồ ngon lắm, tới hồi nhậu xong đi lên ráo bên nhà một chỗ mẹ đi mẹ. Thôi kêu gặp mẹ đó tới xong đó. Cái chiều đó là mẹ. Xong bệnh là lúc đầu về căng cháy lắm nè. Con giáo rồi nó tung lên nó dọn đã lắm. Trong đi hồi xưa. Hồi xưa thì về được, tại hồi xưa nó không có công ty làm nó đụng nó ở nhà nó không của mình. Còn bây giờ đã thử dựng lên đi rồi do ngày mai một mình một động đó. Mới đầu về thì làm ngon lắm, con phụ đó con làm ngon lắm. Làm ngon, nó chừng luôn. Con phụ xuống không có ai nào phụ chứ. Về xong quay vòng lại, kêu vợ ra phụ hai vợ chồng. Trời ơi, làm cực lắm mày ơi. Nó đó á, nhờ mày cũng không.
Thôi video tới đây mình tạm dừng ở đây các bạn. Các bạn nào xem và thấy hay nhớ ủng hộ đăng ký like cho mình các bạn. Còn bây giờ mình tạm biệt và bye bye các bạn.